Xin chào các bạn, mình là Phương Vi. Với khi quay trở lại bạn trong video lần này. Trong video này, Vi sẽ chia sẻ cùng các bạn về các sản phẩm chống nắng của nhãn hàng U Huy. Chắc các bạn cũng thắc mắc là tại sao đang vào mùa mưa mà Vi lại chia sẻ về các sản phẩm chống nắng phải không ạ? Như các bạn đã biết rồi đó, cho dù mưa hay nắng thì tia UV vẫn hoạt động. Trong đó có tia UVA và UVB là hai tia tác động trực tiếp lên bì bì và thân bì của làn da, gây nên tình trạng là thâm sạm, lão hóa sớm, ung thư da. Hơn nữa, trong môi trường sống hiện đại thì còn có cả ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử. Ánh sáng xanh này gây hại cho làn da không kém gì tia UV. Chính vì vậy, cho dù là mưa hay nắng, làm việc trong môi trường văn phòng hay ngoài trời thì vẫn phải dùng kem chống nắng mỗi ngày. Và nếu như mà bạn quan tâm đến các sản phẩm chống nắng của nhãn hàng U Huy thì hãy theo dõi các thông tin sau đây nhé. Trước mặt Vi bây giờ đây là 5 sản phẩm chống nắng thuộc dòng chống nắng của nhãn hàng U Huy, dòng Day Shield. Theo thứ tự, 4 sản phẩm này lần lượt là U Huy Day Shield, Perfection, Black, Red, Radiance. Và tuyết chống nắng này đây là U Huy Day Shield Ultra Sunblock UV Force, sản phẩm chống nắng ra mắt tại thị trường Việt Nam vào thời gian gần đây. Còn bên này là sản phẩm U Huy Day Shield Smart Bumping Foundation Cushion, chống nắng thông minh dạng cushion, có thể che được khuyết điểm, đặc biệt phù hợp cho những cô nàng thành thị chúng ta không có nhiều thời gian mà cần một cái lớp nền thật là hoàn hảo mỗi ngày. Và sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa, thì ngay bây giờ Vi sẽ đi sâu vào phân tích coi là sản phẩm nào phù hợp với làn da nào mọi người nha. Đầu tiên Vi sẽ nói về 4 loại chống nắng thuần túy này trước nhé. Đó là U Huy Day Shield Perfection Black, Red, Radiance và U Huy Day Shield Ultra Sunblock UV Force. Xem là 4 loại chống nắng này giống và khác nhau như thế nào và loại chống nắng nào thì phù hợp với làn da nào nha. Về điểm giống nhau thì chúng đều có là dung tích là 50ml và các chỉ số chống nắng khá cao, SPF đến 50+, có nghĩa là sẽ bảo vệ làn da khỏi 98% tia UVB, kéo dài lên đến hơn 8 tiếng, và BA là 4+, có nghĩa là bảo vệ làn da khỏi hơn 93% tia UVA trong suốt hơn 8 tiếng. Đối với các chỉ số này thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng các sản phẩm chống nắng này cho các hoạt động ngoài trời. Còn về điểm khác nhau thì chúng khác nhau như thế nào thì hãy theo dõi tiếp các thông tin phía sau nha. Đi vào sản phẩm U Huy Day Shield Perfection Black. Thể sản phẩm có màu da, khi mà thoa lên tay thì Vi cảm giác là có mùi thơm nhẹ, dễ chịu. Và sản phẩm thì có nâng tông một chút xíu. Khi thoa lên tay thì cảm giác là da của mình được dưỡng ẩm ngay khi mà chống nắng luôn. Và cái đặc điểm về dung tích chỉ số chống nắng thì bạn đã biết rồi. Riêng về thành phần dưỡng da thì có một thành phần đặc biệt, đó là trà đen hoàng gia. Thành phần này đặc biệt phù hợp cho những làn da mà sạm nám, có đốm nâu hoặc là tối màu. Khả năng chống nước của sản phẩm này khá là tốt. Và sản phẩm này thì cũng có thể dùng như là make up bay vậy đó, rất là tiện lợi. Giá bán lẻ của sản phẩm này là 950.000. Tiếp theo sẽ đi vào sản phẩm U Huy Day Shield Perfection Red. Thể sản phẩm thì có màu xanh lá. Những sản phẩm mà có thể màu xanh lá như thế này thì rất là phù hợp cho những làn da mà có đốm đỏ, vì nó sẽ trung hòa sắc đỏ trên làn da của bạn. Vì thấy mùi sản phẩm này thì rất là dễ chịu nè, thấm nhanh vào làn da. Các đặc điểm về chỉ số chống nắng và dung tích thì như Vi giới thiệu vừa lúc đầu. Riêng về thành phần dưỡng da thì trong sản phẩm này có chiết xuất từ lựu đỏ. Lựu đỏ thì vốn rất là tốt cho làn da, có khả năng là chống oxy hóa. Chính vì vậy khi mà sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ có tính năng là chống nhăn cho làn da của bạn. Sản phẩm này chống nước cũng rất tốt, chính vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng cho các hoạt động ở ngoài trời. Riêng sản phẩm này thì bạn có thể là sử dụng khi mà da của mình có những cái đốm màu đỏ, thì như vậy thì sẽ che những cái điểm đỏ trên da của bạn và có thể sử dụng như là make up base. Giá bán lẻ tương tự với sản phẩm U Huy Day Shield Perfection Black là 950.000. Tiếp theo là sản phẩm U Huy Day Shield Perfection Radiance. Đúng như cái tên Radiance, có nghĩa là lấp lánh. Thì thể sản phẩm này màu hồng, có nhũ. Khi thoa lên tay thì Vi cảm giác là ẩm, mịn nhưng mà vẫn ráo, không có cảm giác là bết dính, có nâng tông. Các đặc điểm về dung tích và chỉ số chống nắng trong sản phẩm này thì giống như hai sản phẩm vừa rồi. Riêng về thành phần dưỡng da trong sản phẩm này, Vi rất là thích, đó là chiết xuất hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn được sử dụng trong rất là nhiều sản phẩm dưỡng da tại vì nó giúp dưỡng ẩm, phù hợp cho mọi loại da luôn, đặc biệt là da nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Như vậy nếu như mà da bạn nhạy cảm thì có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này.
Và chính vì sản phẩm này có nâng tông và có nhũ nên là hoàn hảo nếu như mà bạn chọn nó để làm một sản phẩm make up base. Tuy nhiên sản phẩm này sẽ không có khả năng chống nước. Chính vì vậy nếu bạn sử dụng sản phẩm này cho các hoạt động ngoài trời thì nhớ là dặm lại thường xuyên để bảo vệ làn da tốt nhất khỏi tia UV. Và giá bán lẻ của sản phẩm này thì tương tự như hai sản phẩm vừa rồi, đó là 950.000. Tiếp theo là sản phẩm Ohui Daisu Ultra Sunblock UV Force, sản phẩm được ra mắt tại thị trường Việt Nam thời gian gần đây nhất, một sản phẩm có khả năng chống ánh sáng xanh cực kỳ nổi trội. Thể sản phẩm này có màu vàng nhạt, chính vì vậy mà khi mà Vi test sản phẩm lên tay đây thì các bạn sẽ thấy màu vàng nó không rõ. Sản phẩm này có nâng tông và khi lên da thì vẫn rất ráo mịn, nhưng làn da của mình thì vẫn được đủ ẩm. Nói về dung tích và chỉ số chống nắng của sản phẩm này thì không khác gì so với ba sản phẩm vừa rồi. Tuy nhiên, Vi muốn nhấn mạnh đến thành phần dưỡng da trong sản phẩm này, đó là thành phần hạt cúc gai. Hạt cúc gai không chỉ là thành phần có khả năng dưỡng da thôi đâu, mà nó còn có khả năng là ức chế sự oxy hóa của tế bào sừng, ức chế sự tổn thương của DNA làn da nguyên nhân hàng đầu, đưa đến tình trạng ung thư da gây ra bởi tia UV. Sản phẩm này có khả năng chống lại tia UV và ánh sáng xanh vô cùng vượt trội. Ngoài ra, nó còn bảo vệ làn da khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường sống hiện đại, mà đặc biệt đó là bụi mịn và ô nhiễm môi trường. Khả năng chống nước của sản phẩm này cũng rất tốt. Chính vì vậy, đây là sản phẩm phù hợp để chúng ta sử dụng mỗi ngày trong môi trường sống hiện đại với nhiều yếu tố tác động xấu đến làn da. Chính vì những hiệu quả ưu việt trên mà giá bán lẻ của sản phẩm này sẽ cao hơn 3 sản phẩm vừa rồi, đó là 1.100.000. Riêng đối với sản phẩm Ohui Daisu Ultra Sunblock UV Force này, vì sẽ nói thêm một chút xíu về đặc điểm vượt trội của nó. Vì nó ra mắt tại thị trường Việt Nam mình chưa lâu và hiệu quả chống ánh sáng xanh của nó thì rất là nổi bật. Hiệu quả vượt trội thứ nhất mà Vi muốn nói đó là hiệu quả chống nắng và chống ánh sáng xanh gấp 2 lần so với các sản phẩm thông thường. Sở dĩ như vậy là nhờ vào công nghệ UV Force. Đây là công nghệ độc quyền được cấp bằng sáng chế của Ohui, giúp cho làn da khi mà sử dụng sản phẩm này thì càng tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời và ánh sáng xanh thì khả năng ngăn chặn lại tia UV và ánh sáng xanh của nó lại tăng lên. Khả năng thứ hai đó là khả năng chống nước bền vững. Khả năng chống nước của sản phẩm này đã được kiểm chứng, cụ thể nó có chống cả nước nè, mồ hôi nè, nước biển nè. Chính vì vậy khi mà sử dụng sản phẩm này cho các hoạt động ngoài trời thì bạn không cần phải lo lắng là dặm đi dặm lại sản phẩm nhiều lần. Ưu điểm nổi trội nữa mà Vi muốn nhấn mạnh đó là khả năng bảo vệ làn da khỏi bụi siêu mịn và ánh sáng xanh cực kỳ ưu việt. Như các bạn biết thì ánh sáng xanh có bước sóng khá là ngắn và khả năng thâm nhập vào da còn sâu hơn cả tia UV nữa, gây nên tình trạng lão hóa và biến đổi sắc da. Với công nghệ và kỹ thuật độc quyền, sản phẩm Ohui Daisu Ultra Sunblock UV Force có khả năng bảo vệ làn da hoàn hảo khỏi ánh sáng xanh, ngăn chặn không cho ánh sáng xanh thâm nhập vào da, gây nên các tổn thương cho làn da. Thêm vào đó, hiệu quả bảo vệ da khỏi bụi siêu mịn cũng đã được kiểm chứng. Cụ thể như hình bên, vùng da có sử dụng kem chống nắng, UV Force được bảo vệ tốt hơn rất nhiều lần so với vùng da không được sử dụng kem chống nắng. Như vậy, hiệu quả của sản phẩm này cực kỳ tốt cho làn da, phải không nào? Tiếp theo sẽ nói về sản phẩm chống nắng trang điểm thông minh mà Vi rất là thích luôn. Đó là Ohui Daisu Smart Bumping Foundation Fusion. Thiết kế của sản phẩm này thì nhỏ gọn và tiện lợi, bông phấn có hình cánh bướm rất là xinh. Khi mà sử dụng sản phẩm lên da thì điều đầu tiên Vi cảm thấy đó là mát lạnh. Sở dĩ như vậy là vì thiết kế thông minh đặc biệt của sản phẩm giúp cho nhiệt độ ngay khi lấy sản phẩm ra thì giảm ngay 3,7 độ C so với nhiệt độ trên da. Những ngày nắng nóng thì sử dụng sản phẩm này rất là thích. Bông phấn này dày hơn so với các bông phấn bình thường và làm từ chất liệu Ruby Cell nên vô cùng mềm mượt khi mà chạm lên da. Ngoài ra, các bạn biết đó, với một cái kỹ thuật thông minh thì cho phép là khi mỗi lần nhấn vào như vậy thì sẽ lấy ra một lượng sản phẩm bằng nhau, hạn chế cái tình trạng là khi bạn nhấn mạnh hoặc nhấn nhẹ thì lượng sản phẩm lấy ra không đều, làm cho khi mà chúng ta đánh lên da thì da của chúng ta sẽ không đều, chỗ thì đậm, chỗ thì nhạt. Và đây, như ngay các bạn thấy là khi mà Vi đánh lên da thì cái lớp nền vô cùng mỏng, nhẹ, vừa phải, che phủ được các cái khuyết điểm khá là tốt trên tay Vi, ví dụ như là các cái gân xanh nè. Nói về các đặc điểm của sản phẩm này nha. Đầu tiên, dung tích của sản phẩm là 30ml, các chỉ số chống nắng SPF 50+ và PA+. Với các chỉ số chống nắng này thì sẽ khá là hoàn hảo cho một sản phẩm trang điểm.
Tuy nhiên, để bảo vệ làn da tốt nhất khỏi tia UV thì bạn nhớ là sử dụng kem chống nắng trước khi mà sử dụng sản phẩm này để trang điểm nền nha. Thành phần dưỡng da đặc biệt của sản phẩm này đó là cây liễu trắng, giúp kháng viêm, làm dịu da, làm dịu các vết mụn, ngăn ngừa mít tắc lỗ chân lông và ngăn ngừa tác hại của tia UV lên làn da. Thật là một tác dụng cực kỳ tốt từ chiết xuất cây liễu trắng đúng không ạ? Tuy nhiên, sản phẩm này sẽ không có khả năng chống nước, nên nếu như mà bạn tham gia vào các hoạt động ngoài trời nhiều thì cần giảm lại thường xuyên. Nhưng mà thiết kế của sản phẩm thì lại rất là tiện lợi, cho phép cái việc mà giảm lại sản phẩm sẽ rất là thoải mái. Giá bán lẻ của sản phẩm này là 1.200.000. Tóm lại, trong 5 sản phẩm mà Vi chia sẻ vừa rồi, không biết là bạn đã chọn được cho mình sản phẩm nào phù hợp hay chưa. Nhưng riêng đối với Vi thì có 2 sản phẩm mà Vi sẽ ưu tiên chọn để sử dụng hàng ngày. Thứ nhất, đó là sản phẩm chống nắng Ohui Day Shield Ultra Sunblock UV Force. Vì sản phẩm này có chỉ số chống nắng khá là cao, thêm vào đó thì có khả năng chống ánh sáng xanh đặc biệt nổi trội, phù hợp với những người mà làm việc trong môi trường văn phòng và tiếp xúc với máy tính hàng ngày nhiều giống như Vi nè. Và đặc biệt sản phẩm này có khả năng chống lại nước khá là tốt, cho nên là Vi có thể sử dụng nó trong các hoạt động đi du lịch hoặc là dã ngoại, bất cứ khi nào mà Vi muốn. Và một sản phẩm mà Vi sẽ chọn cho các hoạt động hàng ngày của mình nữa, đó là sản phẩm trang điểm và chống nắng thông minh Ohui Day Shield Smart Bumping Foundation Cushion. Vì đây là sản phẩm trang điểm mang lại cho Vi lớp nền mỏng, nhẹ nhưng lại có thành phần dưỡng da khá là tốt từ cây liễu trắng, hạn chế khả năng bít tắc lỗ chân lông và có giá thành khá là hợp lý. Các bạn khi tìm mua các sản phẩm chống nắng mà Vi vừa giới thiệu trên hoặc là các sản phẩm thuộc nhãn hàng Ohui, The History of Home, Sum 37 hay là nhãn hàng Sehwan Chân Quân thì nhớ kiểm tra là 100% sản phẩm phải có tem Hidden Tag mới là sản phẩm chính hãng được LG Vina nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Hàn Quốc để đảm bảo quyền lợi của mình nhé. Hy vọng rằng với các thông tin vừa rồi sẽ giúp ích được cho bạn tìm được một sản phẩm chống nắng phù hợp với làn da của mình. Và nếu như mà bạn muốn tìm mua các sản phẩm chống nắng thuộc nhãn hàng Ohui này thì hãy liên hệ đến các nhà phân phối chính thức mỹ phẩm LG Vina khu vực miền Nam để được tư vấn và sử dụng các sản phẩm chính hãng LG Vina nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau ạ.